mang thai, mẹ bầu cần chú ý rất nhiều đến vấn đề xung quanh để có thể đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ. Đôi khi, một số vật dụng hay là loài hoa tưởng chừng như vô hại cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Hãy cùng tìm hiểu những loài hoa mà mẹ bầu không nên tiếp xúc sau đây nhé. 1. Hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên là loài hoa thanh tao được rất nhiều người ưa chuộng và trưng bày trong nhà. Thủy tiên khác với các loại hoa khác vì chứa chất độc trong củ chứ không phải là ở lá, cành hay hoa. Trong củ của hoa thủy tiên có chứa alkaloid có thể gây chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ, co giật và tiêu chảy dù chỉ tiếp xúc với một lượng nhỏ độc tố. Đặc biệt, trong rễ cây, nhiều nhà nghiên cứu còn phát hiện ra có chứa 0,06 chất narcissin, chất độc gây giãn đồng tử, khô nước bọt, tim đập nhanh. Chất độc này thay đổi theo tuổi của cây và rất dễ ngấm vào cơ thể qua vết thương nên mẹ bầu cần tránh tiếp xúc trong suốt thai kỳ. 2. Hoa cà độc dược. Cà độc dược được gọi là tiên dược trong đông y, tuy nhiên khi mang thai phụ nữ không nên tiếp xúc vì có thể gây tác động xấu đến sự phát triển của thai nhi, làm giảm lượng sữa và đi vào sữa gây hại đến em bé. 3. Hoa loa kèn. Hoa loa kèn là loài hoa được bày bán khá phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Tuy đẹp, nhưng loài hoa này cũng góp mặt trong danh sách này vì chứa chất độc licorin ở lá và cổ. Chất này với lượng lớn khi ngấm vào cơ thể mẹ bầu sẽ gây buồn nôn, tiêu chảy không dứt. Ngoài ra, khi nghiên cứu chất xuất của loài hoa loa kèn, các nhà khoa học còn phát hiện ra nó còn chứa chất gây ảo giác scopolamine. Chỉ cần sử dụng một giọt chất xuất hoa loa kèn có thể khiến chúng ta mất trí nhớ, tri giác tạm thời. 4. Hoa trúc đào. Với màu sắc nổi bật, chịu được ở nhiều khí hậu khác nhau nên trúc đào rất được ưa chuộng để làm cảnh. Trúc đào là loài hoa có hại cho mẹ bầu đứng đầu trong danh sách vì là loài hoa này có độc cả ở thân, cành, hoa và lá. Khi nhiễm chất độc từ loài cây này, mẹ bầu sẽ bị nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy ra máu, loạn nhịp tim và nguy cơ tử vong cao. Các chất độc từ trúc đào khi nhiễm vào cơ thể còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, làm nạn nhân đờ đẫn, run rẩy chân tay, tai biến, hôn mê, da tái xanh và lạnh, thậm chí còn có thể tử vong. Không may bị nhựa trúc đào dính vào da còn gây viêm tấy và bỏng rát, sưng đỏ, dính vào mắt sẽ gây loét giác mạc, nếu bị nặng có thể dẫn đến mù mắt. 5. Hoa linh lan trắng. Nhìn bề ngoài linh lan trắng như những chiếc chuông nhỏ mỏng manh đẹp đẽ, tuy nhiên bên trong nó lại có độc khiến cho mẹ bầu đau cơ, chóng mặt, đau bụng, thậm chí nguy hiểm hơn là lên cơn co giật, tiêu chảy và rối loạn nhịp tim. Phụ nữ giai đoạn mang thai không nên tiếp xúc với loài hoa này và không nên trồng trong nhà. 6. Hoa cẩm tú cầu. Vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu khiến bất kể ai nhìn vào cũng mê mẩn, nhưng loài hoa này không hề lành như vẻ bên ngoài, thân và củ của nó đều chứa chất độc. Nếu mẹ bầu không may nuốt phải sẽ bị ngộ độc với các triệu chứng như là đau bụng, ói mửa, tiêu chảy, thở gấp, nặng hơn là sẽ hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu khi vô tình ăn nhiều. Ngoài ra, độc tố của cẩm tú cầu có thể khiến bị động thai, nhiễm độc dẫn đến dị tật thai nhi và còn có thể sảy thai. Trên đây là những loài hoa mà mẹ bầu nên tránh tiếp xúc trong suốt thai kỳ. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ sẽ có thêm kiến thức để giữ gìn và đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và em bé nhé.